Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành tâm kính lễ chư tôn đức giáo phẩm tăng ni. Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Bồ Đề Phật Quốc TV trên văn thần 57.15. Rất vui được đến với quý vị qua chương trình Văn Đa Phật Pháp. Kính thưa quý vị, chương trình này được thu hình trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần lúc 8 giờ. Sự thiết lập của chương trình này là nhằm mục đích tháo gỡ những thắc mắc trong đời sống tu học và đồng thời chia sẻ những Phật sự trọng yếu tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Và giờ đây, Dịp từ xin kính giới thiệu đến quý vị Vì thầy khả kính của chúng ta vì thầy sẽ trùng tiên những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật trong chương trình hôm nay A Di Đà Phật lời đầu tiên con cung thỉnh thầy có lời chào đến quý khán thính giả Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật trân trọng kính chào quý khán thính giả của Bùa Đề Phật Quốc TV trân trọng kính chào anh Nhật Tường kính chúc tất cả đại chúng có một buổi vấn đáp thật nhiều lợi lạc Nam mô A Di Đà Phật Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật chúng con đi đầu đến lấy thầy A Di Đà Phật À, lời đầu tiên, Nhật Tường kính chúc quý vị luôn luôn thân khỏe tâm an à, Và đặc biệt tức là đời sống luôn luôn được an lạc Và khi theo dõi chương trình vấn đáp Phật Pháp thì càng quan hỷ hơn Và thưa Nhật Tường, chúng ta gọi vào để cùng nhau sinh hoạt trong chương trình Phật Pháp hôm nay Tại vì chúng ta có sinh hoạt thì chúng ta mới học được những lời dạy của Đức Phật Và hy vọng qua chương trình này thì đời sống tâm linh chúng ta càng ngày càng được tiến bộ hơn Và hôm nay chương trình xin kính tiếp tục ở đề tài à, kinh tương ưng quyển thứ hai phẩm thứ bảy tựa là khó làm hy vọng qua đề tài này chúng ta nhận được những lời dạy quý báu của đức phật và áp dụng trong đời sống tu tập của chúng ta giờ đây nhật tường kính mời quý vị lắng lòng đón nhận những lời thuyết pháp có năng lực thanh tịnh của thượng tọa thích huỳnh châu nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật chúng con kính thầy nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật à, xin cảm ơn nhật tường đã có đôi lời giới thiệu với tất cả đại chúng Kính thưa quý vị, giờ đây mời các vị chúng ta đi vào nội dung của buổi vấn đáp Phật Pháp hôm nay. Đó là đề tài khó làm mà chúng ta có thể dùng một thuật ngữ khác được gọi là con rùa. À, nghĩa là sao? Bởi vì hình ảnh của con rùa được đề cập tới ở trong lời dạy của Đức Thế Tôn ngày hôm nay. Mời các vị lắng nghe các câu kệ mà Đức Thế Tôn dạy như sau. Khó làm, khó kham nhẫn, thiếu trí hành sa môn chỗ kẻ ngu thối đọa chỗ ấy đầy chướng ngại bao ngày hành sa môn nếu tâm không chế ngự mỗi bước phải sa đọa nô lệ cho tư duy như rùa rút chân cảnh trong mai rùa của mình thưa quý vị đây là 10 câu kệ mà đức thế tôn dạy cho chúng ta cảnh tỉnh những ai phát tâm tu tập thực hiện hạnh sa môn thực sự mà nói hạnh Sa môn không dễ làm chút nào thưa quý vị. Chúng ta sống thuận theo dòng đời thì rất là dễ dàng, nhưng hạnh Sa môn là hạnh tịch tính, hạnh ngược lại với dòng đời. Người đời đi tìm kiếm hạnh phúc từ sự vận động của sáu căn hướng ra sáu trần, còn ở đây, đời sống hạnh phúc của một vị Sa môn là thâu nhiếp sáu căn, à, viễn ly sáu trần, tìm niềm vui À, ở trong sự tịch tỉnh của sáu căn đây là một điều rất khó làm cho nên hạnh xuất gia phải nói là một hạnh rất khó nguyên nghĩa của chữ sa môn là gì là cần tức tức là gì là siêng năng siêng năng dứt trừ tất cả những việc ác chứ không phải siêng năng đi tìm kiếm làm cái gì hết mà ở trong tâm vận hành một sự siêng năng chớ ngự xấu giác quan và đi tìm kiếm một đời sống tịch tỉnh của nội tâm cho nên ở đây nó rất là khó làm. À, chúng ta thấy rõ ràng nội tâm của chúng ta có 8 dạng 4 ngàn xu hướng hành động. Mà do vậy Đức Thế Tôn đã dạy 8 dạng 4 ngàn phương thức để chớ ngự 8 dạng 4 ngàn xu hướng hành động này. Cho nên nó rất là, là khó làm và đặc biệt gọi là khó kham nhẫn à, tu tập là đi ngược lại dòng đời cuộc đời thì đi tìm kiếm thú vui tiền tài sắc dục danh vọng ăn uống và ngủ nghỉ cho nên người ta tìm kiếm hở có được cái nghĩa cái sự thành tựu nào thì người ta xây đắm trong sự thành tựu đó còn ở đây hạnh của của Phật của tố là hạnh đi ngược dòng đời cho nên nó rất khó làm và khó kham nhẫn rồi nếu như chúng ta thiếu trí khó hành hạnh của Sa môn chẳng hạn như thế nào thưa quý vị chẳng hạn lúc nào nên trí và lúc nào nên quán chẳng hạn như là lúc nào tâm chúng ta nó vọng động thì chúng ta nên thực tập thiền trí còn nếu như mà tâm chúng ta hôn muội tri trệ thì chúng ta nên ha, thực tập thiền quán à, bao nhiêu đó thôi uyển chuyển linh hoạt như thế nào cho phù hợp phương pháp để chế ngự tâm ý của mình là một điều hết sức khó khăn thưa quý vị à, thế tôn nói rằng chỗ kẻ ngu thối đọa chỗ ấy đầy chướng ngại tức là gì tức là ở trong pháp của sa môn nhưng không lãnh hội được gì hết mà hàng ngày thì lại thọ dụng của đàn na thí chủ. Đây chính là một điều mà người xuất gia rất dễ bị thối đọa Vì sao? Bởi vì sống ở trong sự cung kính của người khác, sống ở trong sự cung phụng của người khác. Cơm đâu có để mình ăn, áo đâu có để mình mặc. Mình không có làm được gì nhiều ở trong cuộc sống này. Vậy mà sống ở trong sự kính trọng của người khác, cung phụng của kẻ khác. Như vậy chúng ta đã gây một cái nhân mà cái nhân này á mang nợ của người ta rồi. Do vậy cho nên chỗ kẻ ngu thoái đọa chỗ ấy đầy chướng ngại. Ừ. Và Thế Tôn nói rằng bao ngày hành sa môn nhưng nếu tâm không chế ngự thì người ấy mỗi bước phải xa đọa nô lệ cho tư duy. Chữ nô lệ cho tư duy rất là hay thưa quý vị. Tư duy của chúng ta rõ ràng nó hình thành lên trong quá trình sống giác quan chúng ta tiếp xúc với ngoại cảnh mà hình thành nhãn quan cá biệt và tất cả mọi lời nói suy nghĩ của chúng ta đều lệ thuộc trong tư duy này. Tư duy thiện hay ác nó vẫn là một loại tư duy cho nên tâm chúng ta rõ ràng không giải thoát nối ngoài cái tư duy này. À, giống như là con rùa mà bị rụt chân lại ở trong ở trong cái mai rùa như vậy và tồn tại. Thưa tôn chúng ta liên tưởng tới lời dạy của Đức Lục Tổ Hội Năng. Ngài nói với À, thần tú xin lỗi ngài nói với 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 hội hội minh như sau là không nghĩ thiện không nghĩ ác đâu là chân diện mục của của thượng tọa hội minh thưa quý vị không nghĩ thiện không nghĩ ác tức là gì tức là tâm chúng ta đã giải thoát khối tư duy tại vì tư duy chúng ta đều dừng lại ở trong phạm vi hoặc là thiện hoặc là ác hoặc là là vô ký chúng ta cứ quanh quẩn ở trong dòng tư duy đó mà tất cả mọi tư duy khái niệm nó đều ở trong thế giới của ngôn từ của ước lệ của những gia ánh trần lao vậy thì tâm chúng ta bị dính mắc ở trong một mớ tư duy làm sao chúng ta giải thoát khỏi luân hồi cho nên không nghĩ thiện không nghĩ ác mà chúng ta có thể thấy được chân diện mục của mình thì đó chính là chúng ta đã giải thoát được ảnh hưởng của tất cả mọi tư duy cho nên thế tôn nói rằng à, mỗi bước phải sa đọa vì nô lệ cho cho tư duy khi tâm chúng ta suy nghĩ chúng ta buồn bực nổi lên thì chúng ta sẽ có những cái hành động bởi sự sự buồn bực đó chi phối và tâm chúng ta hoàn toàn nô lệ cho dòng tư tưởng buồn bực này khi chúng ta giận hơn chúng ta tham đắm thì dòng tư tưởng giận hơn tham đắm khởi lên và chúng ta hành động theo sự trí dạy của nó sự trí dẫn của nó như vậy tất cả mọi hành động của chúng ta lúc bây giờ nô lệ cho dòng tư duy này và một khi đã nô lệ như vậy thì chúng ta tạo nghiệp cũng giống như là con rùa mà tự rút đầu rút chân lại thành ra không có có có, có giải thoát được không có tự do được cho nên ở đây rõ ràng Thế tôn dạy rằng một người xuất gia thì cũng như vậy hãy thâu nhiếp mỗi mỗi tư duy không tham dính vật gì thâu nhiếp mọi tư duy không để cho nó tham đắm vào bất cứ một cái vật gì hết và không làm hại người nào tức là không gây thêm cái ân oán nợ nần ai nữa và người ấy hoàn toàn hoàn toàn thật tịch tính, không chỉ trích một ai trong tâm nó vẫn lặng thanh tịnh tràn đầy từ bi nhận ra dạng vật như hiển thì có việc gì đâu mà phải lên án và chỉ trích người này kia kia cho nên đây chính là một hạnh viễn ly tuyệt đối của bậc sa môn thế tôn vậy điều này không có dễ làm chút nào thưa quý vị và ở đây có một điều mà chúng ta học rất là hay trong lời dạy này đó là gì đó là chúng ta hãy giải thoát khối tư duy của chính mình à, trong tất cả mọi khóa tụng thường thường chúng ta hay liên tưởng tới câu là à, giới hương định hương huệ hương giải thoát và giải thoát tri kiến hương cái chữ giải thoát và giải thoát tri kiến à, đây chính là một loại tư tưởng rất là tuyệt vời thưa quý vị Đôi khi chúng ta đang là kẻ nô lệ cho tư duy của chính mình. À, tư duy của chính mình nó vây hãm cuộc đời của mình và chúng ta hành động tạo nghiệp không thoát khỏi nối cái 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 ảnh hưởng của tư duy ở trong nội tâm của mình. Vậy thì giờ đây làm sao chúng ta giải thoát được khỏi cái tư duy của mình? Đây chính là là điều quan trọng nhất ở trong đời sống tu tập. À, rất cảm ơn các vị đã lắng nghe à, vài phút chúng tôi trình bày ở trong nội dung này. Hy vọng chúng ta nếu như muốn làm hạnh sa môn thì hãy nỗ lực tinh tấn còn ở đời tại gia cũng thế chúng ta cẩn thận đừng trở thành kẻ nô lệ cho chính tư duy của mình đây chính là một bài học rất lớn thưa quý vị rất cảm ơn các vị đã lắng nghe xin mời nhật tường trở lại với nội dung vấn đa phật pháp a à, di đà phật chúng con kính thầy kính cảm ơn thầy đã giảng cho con và những người đang theo dõi chương trình hôm nay à, thông thường thì con mãi mê nghe thầy giảng mà thầy còn khai thác nhiều hơn nữa để mà con có những cái ý và hôm nay thầy chắc là thầy đã dành thời gian cho nhiều khán giả gọi vô à, giờ phật và kính thưa quý vị hiện nay trên màn ảnh chúng ta có hai số điện thoại hai số điện thoại đó của quý vị à, nhiệt tình mời quý vị gọi vào đặt câu hỏi trong đề tài hôm nay hay là bất cứ trong câu hỏi nào trong đề sống tu thập của mình quý vị có thể gọi vào để mà đặt câu hỏi chúng ta cùng nhau sinh hoạt trong chương trình vấn đáp Phật pháp hôm nay và trong lúc chờ quý vị gọi vào đặt câu hỏi nhiệt tình xin phép được giao duyên đặt một vài câu hỏi trước đó Di Đà Phật và quý vị nhớ đừng quên nha, đừng quên nhật từ nha. Di Đạo Phật và kính bạch thầy. Qua cái lời dạy mười mấy câu kệ này mà Đức Phật à, giảng à, cho một vị chư thiên thì như là những câu như là thiếu trí hành sa môn chỗ kẻ ngu thối đỏ chỗ ấy đầy chướng ngại bao ngày hành sa môn à, nếu tâm không chế ngự mỗi bước phải xa đỏ bây giờ con phân tích từng chút khi mà nói là thiếu trí hành sa môn chỗ kẻ ngu thối đỏ chỗ ấy đầy chướng ngại thì bây giờ mình nói về phương diện phước đi thầy Thì Cũng có trường hợp là có người thiếu chí hành sa môn như vậy Hay là tại vì có cái vị thầy đó Đặc biệt không có là cái vị thầy đó hay là cái vị sa môn đó Họ thiếu phước hay thiếu gặp một vị minh sư Vì lẽ đó mà mình cũng không có được có Có một cái phương tiện đầy đủ để mà có được cái chi Học những cái chi huệ sáng suốt kính bạch thầy à, Dạ kính cảm ơn Nhật Tường à, xin cảm ơn anh đã đặt câu hỏi kính thưa đại chúng thưa quý vị chúng ta cứ hình dung xem một vị sa môn mà thiếu trí tuệ sẽ gây tai hại rất nhiều cho phật giáo rồi gây tai hại cho chính bản thân của người đó. chẳng hạn như là khi là một người sa môn lời nói của một vị sa môn thường có ảnh hưởng rất nhiều với người khác từ đi đứng nằm ngồi những suy nghĩ nối năng có ảnh hưởng rất nhiều đối với những người xung quanh. À, chẳng hạn như là một việc một người đời họ làm một việc xấu thì thường thường có ảnh hưởng ở trong một nhóm bạn hoặc là người ta xem chuyện đó cũng bình thường mà thôi. Nhưng mà đối với một người xuất gia, đối với một vị sa môn mà làm một điều xấu thì sẽ gây ảnh hưởng, gây tai hại rất nhiều ở trong tư duy của người khác. Làm cho người ta chán nản, mệt mỏi, thậm chí người ta còn thối tâm bộ đề nữa. <laughs> Như vậy thì chúng ta thấy rằng là người sa môn làm phước thì cũng phước rất rất nhiều. Nhưng mà làm tội thì cũng gây ra tội ác rất lớn. Cho nên ở đây rõ ràng chúng ta thấy Thế Tôn nói chẳng sai chút nào. Thiếu trí hành cha sa môn thì chỗ kẻ ngu thối đọa chỗ ấy đầy chứa ngại. À, thành chúng ta chiêm nghiệm chỗ này á, chúng ta mới thấy giật mình. Đó là phàm người xuất gia thì hãy cố gắng à, tu tập và học hỏi giáo pháp. À, nếu như mà người xuất gia có một lời tuyên bố mà không đúng với giáo pháp thì cũng gây ảnh hưởng rất nhiều cho người khác. Bởi vì nếu như người ta phát tâm người ta tu theo cái lời dạy của mình và khi người ta hành sai theo lời dạy của mình thì thứ hối là người ta đọa tới mức nào và lời dạy đó do ai làm ra do ai khuyến hóa rõ ràng là do chính bản thân của mình thành ra tại sao chúng tôi không nói nhiều hơn chỗ này bởi vì đại chúng đang nghe đại đều là những cư sĩ tại gia cho nên là chúng tôi nói điều này chỉ đỡ đỡ là là cánh tính cho đại chúng mà thôi chúng tôi liên tưởng tới hồi còn nhỏ thưa quý vị à, lúc đó bắt đầu phát tâm để ý tới cái chuyện tu tập, để ý tới cái đời sống phạm hạnh của người xuất gia. thì lúc bây giờ chúng tôi ra ở nhà sau có một người bác họ, người bác lớn tuổi mời các thầy đến chùa, đến nhà cúng cầu an. thì lúc đó chúng tôi thấy có các vị thầy ở địa phương ngồi co cái chân lên đỡ trên ghế, rồi hút thuốc lá. Rồi tụng ơ A những cái bài kinh và có những cái ứng xử nó không có được lịch lãm, nó không thể hiện ra cái phong thái của một cái vị giải thoát nào cả. Và chúng tôi đứng quan sát chúng tôi nói à, mình muốn làm một người tu nhưng mà tại sao thấy người, những người tu như thế này, những người đi trước mình như thế này, sao thấy không có đáng kính trọng chút nào. Như vậy thì liệu mình mình có nên đi theo con đường này hay không?? À, như vậy thì thưa quý vị hoặc là có những cái cái những, những vị xuất gia mà hành phi phạm hạnh cho nên nó gây tổn hại trong niềm tin của người khác và lúc bây giờ chúng ta thấy chúng ta rất là khó đi theo phải không thưa quý vị dạ do vậy mà à, bài kinh này cho chúng ta rất nhiều bài học thưa quý vị xin ưu tiên cho quý vị đặt câu hỏi dạ mô phật Cùng kính xin phép thầy nha dạ ở à, dưới là phật và dạ, kính mời quý vị đặt câu hỏi hả dạ con kính chào thầy à. và xin chào chú nhập tường ở dạ, dưới phật con chào cô dạ. cảm ơn thầy. dạ cảm ơn cô đã câu hỏi dạ, dạ, dạ xin cảm ơn đạo hữu kính cảm ơn quý vị rất nhiều thế nào gọi là y báo thế nào gọi là chánh báo chánh báo chẳng hạn như thân bạn của chúng ta thì gọi là chánh báo còn y báo là phương tiện là hoàn cảnh nhà cửa xe cộ là những gì mình nương tựa vào đó để sinh tồn thì đây gọi là đây gọi là y báo có những người À, chánh báo họ không tốt, à, tức là thân thể họ không được xinh đẹp, họ thường mắc phải nhiều bệnh tật, à, trí tuệ họ không có nhiều, nhưng mà họ có cái y báo rất tốt, tức là họ có hoàn cảnh, có tài sản, có nhiều phương tiện sinh hoạt đầy đủ. À, và ngược lại, à, có người thì à, có được cái chánh báo rất tốt, tức là có trí tuệ, có giàu sang, xin lỗi, có trí tuệ đẹp đẽ, à, khỏe mạnh, nhưng mà nhưng mà hoàn cảnh của họ thì hết sức là khó khăn họ làm đâu là thất bại đó ngày xưa chúng tôi có quen một ông chú nọ à, phải nói rằng ông rất là thông minh ông à, nhìn máy tính một thời gian tự như ông hiếu và à, tập đoàn microsoft đến tại việt nam cũng tìm kiếm ông để đào tạo một khó đặc biệt để nhờ ông giúp cho một số việc thì à, chúng ta biết rằng ông có cái năng khiếu à, bấm sinh nhưng mà không hiếu làm sao là ông làm ngày nào thì chỉ đủ tiền cho vợ đi chợ ngày đó thôi. Còn khi ông có thêm một chút tiền nào thì thường thường nó cũng có chuyện này chuyện kia cũng hết sạch. Thì chúng ta thấy rõ ràng ông chú này có được cái chánh báo rất tốt tức là có sức khỏe, có trí tuệ, có thông minh nhưng mà cái hoàn cảnh sinh tồn của ông thì thường thiếu thốn nếu như có dư đồng nào thì cũng có chuyện khác để, để kiếm chuyện rồi hết sạch thôi thì đây gọi là là chúng ta thấy cái 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 y báo và chánh báo nó như vậy đó. À, tuy nhiên thưa quý vị chúng ta cũng nên lưu ý rằng thường người có chánh báo tốt thì y báo cũng tốt. À, nhưng à, trường hợp cá biệt thì chưa hẳn gì nó tốt. Nhưng mà chúng ta thấy người có cái y mà chánh báo tốt tức là người có có tướng mạo à, xinh đẹp, có trí tuệ thì thường thường họ kiếm tiền cũng thật giỏi. À, và và người mà mà không có được cái 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 cái, cái chánh báo thì y báo nó cũng khổ theo. À, nhưng trường hợp cá biệt thì cũng có trường hợp là là có được tránh báo tốt nhưng chưa hẳn gì là có được y báo tốt. Cho nên chúng ta hiểu nôm na, Tránh báo là phương tiện, tức là là trí tuệ, là sức là sức khỏe là của bản thân mình, còn y báo là hoàn cảnh của người đó. À, đó chính là hai hai nghĩa y báo và tránh báo chi vậy thôi. Dạ, cảm ơn các vị đã đặt câu hỏi con kính thầy và dạ, cảm ơn cô vừa rồi đã gọi và đặt câu hỏi gia giai phật và dạ, kính bạch thầy à, khi con đọc tới này thì làm cho con liên tưởng tới mà nói về cái hạnh sa môn đó thì ở trong kinh pháp hoa phẩm an lạc hạnh hai điều bốn điều mà đức phật dạy chúng ta an trụ để mà trước khi cái người thì kheo đó muốn nói về kinh pháp hoa thì trong hai điều đầu là thân cận xứ và hành xứ thì cái hành xứ thì là nói về cái sự là nhẫn nhục nhu hòa khéo hòa thuận à, là ở nơi các pháp là không phân biệt mà nhìn thấy rõ các tướng còn ở nơi cái thân cận xứ thì cái điều này là có muốn nói ở đây là đức phật dạy là chúng ta không nên làm bạn với những quan đại thần những vua chúng ta không nên chơi với những kẻ ác làm những điều ác đâm chém nhau chúng ta không nên là làm chơi với bạn những người mà có thể là giết sát sanh hoặc là chúng ta nếu vào nhà một người nữ nào mà giảng pháp thì phải nên tránh xa không cười và nhất tâm niệm phật thì những cái điều Đức Phật dạy đó đó là cho các chị Bồ Tát sắp sửa hoặc như là học về Đại thừa nhưng mà cái điều đó con thấy tuy là Đại thừa nhưng mà cái lời dạy Đức Phật luôn gần gũi bên ở bên mình những cái những cái điều mà Đức Phật dạy chỗ này con thành ý thầy cái điều đó có phải, phải không? Dạ vâng kính thưa đại chúng thực ra mà nói chúng ta không nên chia cái lằn ranh của Đại thừa Tiểu thừa nữa làm gì? Dạ. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như các vị cầm một cái rỡ cây với một cành cây các vị đưa lên và nói rằng á là cành cây nó có giống rễ cây hay không thì tất nhiên chúng tôi sẽ trả lời rằng á cành cây không thể nào giống rễ cây nhưng mà thưa vị nếu không có rễ cây thì làm có gì có cành cây và nếu không có cành cây thì làm gì mà rễ cây tồn tại được ừ. cho nên chúng ta lấy một cái rễ cây bồ đề với một cành cây bồ đề chúng ta đưa lên và chúng ta hỏi rằng nó giống hay khác nhau thì làm sao mà chúng ta trả lời được thành ra đại thừa tiểu thừa nó cũng vậy đó là cái danh trưng cái ngôn từ để chúng ta phân biệt ra mà thấu hiểu nhưng thực ra mà nói ở trong đó rõ ràng là ở trong đại nó có tiểu trong tiểu nó có đại tất cả các pháp nó có sự tương hỗ lẫn nhau mà tùy tùy vào hoàn cảnh điều kiện mà các ngài trình bày thành ra chúng ta đọc kỹ một chút thì chúng ta thấy rõ ràng là những tư tưởng ở trong kinh tạng nguyên thủy với tư tưởng của pháp hoa thì thực ra nó không có khác biệt gì nhiều đâu thưa quý vị Dạ, cảm ơn các vị đã đặt câu hỏi dạ, Mô Phật. Dạ, kính bạch thầy. Như vậy thì qua cái lời dạy này, chúng con nên học, qua cái bài học này chúng con nên áp dụng vào đời sống hiện đại là như thế nào? Dạ, kính thưa quý vị, bài học hôm nay chúng ta áp dụng căn bản ở chỗ đó là chúng ta đừng làm nô lệ cho tư tưởng của chính mình. Tại vì sao? Bởi vì vọng tâm niệm niệm sinh diệt của chính mình nó hình thành trên cơ sở sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà hình thành những dòng tư tưởng của nội tâm một khi chúng ta làm nô lệ cho tư tưởng của chính mình thì vĩnh viễn không bao giờ chúng ta giải thoát được đừng làm nô lệ cho tư tưởng của chính mình mà hãy tự mình giải thoát khối tất cả dòng tư tưởng đó đi à, mà muốn giải thoát ra khối dòng tư tưởng đó thì chúng ta chỉ có thấu hiểu thật tướng các pháp là vô ngã thì lúc bây giờ chúng ta mới giải thoát được. Và xin nhớ đừng làm một con rùa rút đầu, tức là đừng thúc thủ, đừng thủ động, đừng có co rút mình ở trong dòng tư tưởng của mình, tự nhốt mình vào trong đó. Có người cho rằng là con tu làm sao con chứng thánh được, Và nhất là Phật trải qua ba a tên kỳ kiếp khổ hạnh bao nhiêu, làm sao con có thể thành tựu được như Ngài. Như vậy chẳng khác nào chúng ta đã tự co rút vào ở trong mai rùa, chúng ta bất lực ở trong sự tu tập như vậy là chúng ta đã sai rồi mà vấn đề ở chỗ là ngày chúng ta nên thâu nhíp mọi tư duy không tham dính vật gì dạng vật đều vô thường đều như huyễn chúng ta thâu nhíp cái tư duy của chúng ta đừng để cho nó đắm chấp ở trong tiền tài sắc dục danh vọng ăn uống và và ngủ nghỉ hoặc là dính mắc ở trong tham sân và si và không có khởi cái tâm hại ai hết Ngược lại, chúng ta đem lòng đại bi mà thương xót với mọi người và nhờ đó mà chúng ta hoàn thành cái công hạnh là nội tâm tịch tĩnh, không có khởi giận và chỉ trích luận biện với ai hết. Mà ngược lại, tâm chúng ta an trú ở trong cái niềm vui tịch diệt. Đây chính là con đường mà Đức Thái Tôn dạy. Chúng ta hãy đi theo đó để có được hạnh phúc tối thượng Và cảm ơn các vị đã lên nghề. Dạ Phật và Kính Bạch Thầy, con xin phép một chút thôi. Trước khi mình bước sang cái phẩm kế tiếp như Thầy là tạm quý. Thì qua những lời dạy mà thâu giết mọi sĩ tư không tham dính vật gì, không làm hại người nào hoàn toàn thật thịch tĩnh. Thì đây là lời dạy rất là quý báu nhưng mà muốn được như vậy là người Phật tử trước hết phải đặt mình vào một cái 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 hoàn cảnh tích cực về ý con nói ra là về chẳng hạn là chùa chiền thân cận quý thầy thường xuyên nghe pháp thì như vậy thì mình mới có được những cái tư tưởng như vậy cho bằng không ngoài đời ý tưởng càng ngày mình gặp đủ thứ chuyện mình dễ quên mấy cái này lắm bạch thầy dạ vâng kính thưa đại chúng à, đúng rồi thưa anh nhật tường khi chúng ta tu tập mà chúng ta thực hiện bốn đại tông chí. Bởi vậy cho nên Bồ Đề Phật Quốc chúng tôi nêu cao bốn đại tông chí. Thứ nhất là thân cận thiện sĩ. Và nhờ thân cận thiện sĩ thì chúng ta mới có cơ hội lấy nghề chánh pháp. Một khi lấy nghề chánh pháp thì chúng ta cố gắng ghi nhận hiểu cho đúng với lời dạy của Phật. Đây gọi là như lý mà tác ý. Rồi trên cơ sở của như lý tác ý mà chúng ta dựa vào đó hành động cho chân chính hành động tùy theo sức của mình, dựa vào đó mà hành động trung đạo, con đường bác thánh, đây gọi là đây gọi là như lý mà mà tác ý và pháp tùy pháp hành. Ở trên cơ sở pháp tùy pháp hành như vậy thì chúng ta mới có sự chứng đắc thành ra chúng ta muốn đạt được cái 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 khả năng lìa tất cả mọi sự tham đắm rồi thâu nhiếp được được tư duy thì chúng ta cũng phải đi theo con đường đó nếu như chúng ta không có thực hành và bước vào con đường đó thì chúng ta dễ bị tham đắm dễ bị lôi cuốn dễ bị trôi theo dòng đời thì làm sao chúng ta thực hiện được chân lý này dạ cảm ơn các vị đã lắng nghe con nghĩ các câu vừa rồi lại nhà dạ, mấy cô là thích nghe nhất của thầy là phải thường phiên đi chùa đó thưa thầy <laughs> dạ vâng dạ dạ giờ đây chúng con thỉnh thầy bước sang cái phẩm kế tiếp là phẩm tam quý dạ dạ, 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 xin cảm ơn nhật tường kính mời đại chúng chúng ta tiếp tục với nội dung của phẩm tam quý bằng những thi kệ thế tôn dạy như sau người được tàm chớ ngự tìm được ai ở đời ai biết ngăn chỉ trích như ngựa hiền bấm rồi à. nghĩa là gì thưa quý vị tức là người được tàm chớ ngự tức là trong tâm chúng ta ở trong tâm chúng ta chúng ta có một cái lòng xấu hổ xấu hổ cái gì xấu hổ với chính nội tâm của mình tức là nội tâm của chúng ta từ xưa nay vắng lặng thường hành Vậy mà hôm nay chúng ta lại sống như một cái gã cùng tử lang thang ở trong cuộc đời này. Chết đây sinh kia và hàng ngày của chúng ta, những bước chân nhỏ bé đi lại ở trên cuộc đời để tìm kế sinh nhai. Đời sống chúng ta gối gọn vào trong một ý nghĩa thật sự là, là nhỏ bé. Nếu như chúng ta không tự thấy xấu hổ với mình, nghĩa là tâm chúng ta tự xưa nay thanh tịnh như chư Phật mười phương không khác. Nhưng hôm nay chúng ta lại chấp nhận gói gọn tư tưởng của mình vào ở trong dòng tư duy của một cái phàm phu này thì thật là là xấu hổ. Thành ra chữ tàm này là xấu hổ với chính mình, còn chữ quý tức là xấu hổ với với tiền nhân, xấu hổ với vậy với các bậc thánh hiền. Thành ra ở trong chúng ta có chữ tàm chớ ngự, trong tâm chúng ta có tàm chớ ngự, thành ra chúng ta thấy xấu hổ quá. Đôi khi biết việc này sai, biết việc kia đúng, nhưng mà chúng ta thấy xấu hổ quá, không đáng gì để nói. À, không có đáng gì đáng gì mà để chúng ta nói thêm được nữa hoặc là thấy người ta làm sai nhiều khi cũng không muốn nói gì cả thưa vậy chúng tôi muốn nhắc một điều cái sai của người khác không phải Xin thưa rằng cái sai của người khác không phải rằng nó trái với ý của mình mà chúng ta gọi người ta là sai tức là đừng thấy người ta làm những cái việc không giống ý mình nghĩ hoặc là không phù hợp với quan điểm của mình thì chúng ta kết án người ta sai chúng ta đừng nghĩ như vậy khi nhận định người khác sai phải có thánh giáo dẫn đường phải có y cứ vào kinh tạng hán hôi phải dựa vào kinh luật và luận chúng ta mới đủ sức thẩm định bởi vì không thì tâm chúng ta sẽ vọng tướng điên đảo làm sao chúng ta kết luận điều đó đúng hay sai được ừ. ý của chúng ta không bao giờ nói đúng được trừ khi chúng ta chứng thánh quả A-la-hán vì thế cho nên Phật nói này các tỳ kheo các ông đừng bao giờ tin vào ý của mình trừ khi các ông đã chứng được thánh quả A-la-hán còn chưa chứng tên của A-la-hán tức là tâm ý chúng ta chỉ phàm phu mà thôi. Mà một khi phạm phu thì đều là vọng tướng điên đảo. Làm sao mà nó xác quyết được chân lý đúng đắn được. Cho nên rõ ràng ở đây à, chúng ta à, thấy ai nói mình sai điều gì thì Phật nói rằng á, là tiên trách ký hậu trách bí. Chứ đừng có dối dàng là phản ứng cũng đừng dối á là, là chống nghịch mà chúng ta hãy xem là mình đã đúng hay chưa một khi mình chắc chắn rằng mình đã đúng rồi mình an tâm là mình đã đúng với giáo nghĩa phật dạy và mình hành động thân khẩu ý của mình không có sai nữa không có sai thì sự chỉ trích của người khác chỉ là gì chỉ là sự cuồng nộ nhất thời và họ cũng chính là một kẻ đáng thương xót tại vì sao bởi vì nếu như họ hiểu hơn nữa họ thấu triệt hơn nữa thì chắc chắn họ sẽ không khởi tâm phẫn nộ chỉ trích mình thành ra do vậy mà chúng ta thấy khi chúng ta thấy như vậy thì chúng ta chỉ có sinh tâm xấu hổ mà thôi. À, à có nhiều cái xấu hổ nó cũng giúp chúng ta tiến bộ. À thưa quý vị, à, có lần chúng tôi thấy bụng mình đói quá mà không ai cho gì ăn hết. Nhìn thấy Phật tử đi vào ở trong chùa, à, đến tượng Quan Âm Bồ Tát, à, chấp tay kính cẩn cúng dường ngài à, một à, lãnh hoa thật là tinh khiết và một 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 à, À, một đĩa trái cây, ha, thật là thật là 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 thật là xinh tốt. thì thưa quý vị à, lúc đó chúng tôi thấy xấu hổ thật. không phải mình đi kinh tị với bồ tát nhưng mà mình thấy xấu hổ là bởi vì mình là con người đang tồn tại đang hiện hữu nhưng khi đối bụng à, không có ai cho mình ăn, còn bồ tát quán thế âm ngài đã thành tựu công đức vô biên. Cho nên hôm nay hóa thân của Ngài chỉ là một cái tượng bằng đá thôi. Vậy mà cũng có người cung kính cúng dường. Còn mình là một con người hiện hữu. Nhưng mà chẳng có ai cho ăn hết cả. Như vậy thì đủ thấy rằng á, phước của mình rất là ít. À, rồi cái công đức của mình rất ít. Thành ra thành ra nó không chiêu cảm được cái quả phước trang nghiêm như vậy. Thì bao nhiêu đó thôi là đủ thấy mình đầy xấu hổ rồi thành ra cái chữ xấu hổ này chúng ta cái chữ tàm này á chúng ta phải hiểu xa hiểu sâu hơn nữa thì thế tôn nói rằng á là người được tàm chớ ngự thì tìm được ai ở đời ai biết ngăn chỉ trích như ngựa hiền bám roi tức là gì tức là bị tàm nó chớ ngự thì chúng ta lo tu lo giải thoát cho rồi còn đứng đó mà đôi co chỉ trích người này lên án người kia để làm gì nữa và như là gì như ngựa hiền mà nhìn thấy bóng rồi tức là đừng đỡ cho sanh tử nó đánh vào mình đừng đỡ cho mình gặp phải cái ách nạn đọa đầy thì lúc đó chúng ta mới sợ đau khổ mà chúng ta nhìn thấy cuộc đời trôi lên rất nhanh dạng vật đều vô thường thành ra do vậy xấu khổ quá mà hãy nhanh chóng ra khỏi sanh tử luân hồi cho rồi như vậy thì hành động đó cũng giống như là một con ngựa hiền nhìn thấy bóng rồi thì tự biết chạy không cần phải đợi chủ đánh vào mong nữa thì lúc đó mới chạy Thế tôn còn nói rằng người được tàm chế ngự sống thường thường chánh niệm à, tức là họ luôn luôn cảnh tỉnh cái lỗi lầm của mình ở trong chánh niệm mà vị ấy do đó mà đạt được kết quả và khổ đau từ đó mà được đoạn tận. thành ra à, người ấy ở giữa cuộc đời bước những bước thanh bành trên đường không thanh bành tức là cuộc đời cho dầu bao nhiêu thác gần hầm hố trong gai đi nữa nhưng mà ở trong tâm chúng ta được sự đưa à, à, được cái tâm tàm cái tâm quý nó cảnh tỉnh đây là những thiện pháp nó tồn tại thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ đoạn tận được đau khổ và cho vào con đường không bằng phẳng nhưng chắc chắn chúng ta sẽ có được những bước đi bằng phẳng trong cuộc đời này bài bài pháp vừa rồi rất hay thưa quý vị và dạ, cảm ơn các vị đã lắng nghe xin mời nhật tường trở lại với nội dung vấn đáp Phật pháp A dạ Di Phật và dạ. chúng con kính cảm ơn thầy con còn đang mê cái lời giảng của thầy à, giờ thôi và kính bạch thầy à, và kính thưa quý vị ngài thiên hóa ngài thường có dài một câu trong cái khai thị của ngài ngài nói là nhất nhật mà vô quá khả cải nhất nhật vô công khả tạo một ngày mà chúng ta không hối cải là một ngày chúng ta không có tạo ra công đức Giê-đà-phật và đó là nhật tường mượn câu đó để chúng ta trả lời cái phần câu hỏi này kính bạch thầy thầy giảng về cái sự mà tàm quý là hổ thẹn với xấu hổ với bản thân mình và hổ thẹn với chư Phật quý và à, các bậc à, chư tôn đức đã dài công dạy dỗ cho mình thì cái sự tàm quý này nó có nó đi nó 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 làm việc tương đương với cái sự sám hối phải không thầy hay là tàm quý là một cái mà sám hối là một cái hai cái nó phải nhập chung với nhau nó mới có tác dụng khi mình thành tâm sám hối và cuộc sống mình nó mới được an lạc tại vì mình phải biết hổ thẹn và sao mình sám hối <laughs> dạ vâng À, xin cảm ơn Nhật Tường đã đặt câu hỏi. À, kính thưa đại chúng, à, Vâng đúng rồi, tại vì à, sám tức là sám hiện tiền khiên hối hối kỳ hậu quá, sám tức là nhớ lại cái lỗi của mình và hối tức là hối cải không tái phạm nữa. Thì rõ ràng nếu như không có cái lòng xấu hổ thì làm gì có tâm sám hối xuất hiện. Thành ra cái tàm quý nó là cái nền tảng căn bản, à, nó là là cái cái nó là cái cái cái, cái thiện pháp tồn tại trong tâm chúng ta rồi từ đó mà mà tâm sám hối nó mới xuất hiện rồi trên cơ sở tâm sám hối xuất hiện thì nó mới tác động giúp cho chúng ta thay đổi được cái thói hư tật xấu của mình do vậy cho nên à, cái chữ cái chữ tàm quý này á là hai thiện pháp ở trong tâm chúng ta rất là quan trọng thành ra từ đó mà sám hối nó mới hình thành à, câu hỏi như thế thật là chính xác và yeah, cảm ơn các vị a di đà phật a di phật sẵn đây con cũng kính thỉnh thầy dạy cho con phân à. Giữa cái sự mà khi mà mình vô tình mình làm ai bị đau khổ đó mình thấy mình có lỗi mình thấy mình hối hận vô cùng cái đó nó có khác biệt với cái tàm cái quý hay không kính mặt thầy dạ vâng à, cái tàm với tàm quý đôi khi nó không có không giống chẳng hạn như mình thấy sai thì mình thấy mình 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 cần phải thay đổi cần phải xin lỗi nhưng mà cái chữ chữ tàm quý này là nó có sự so sánh À, còn cái kia là mình nhận ra mình sai, mình nhận ra mình sai và cái lòng từ nó phát sinh, à, thành ra là cái sự hối hận nó phát sinh. đôi khi nó không có dựa vào à, cái cái um, nó không dựa vào cái tâm tạm quý gì cả. còn tạm quý đây là nó có sự so sánh, tức là tự mình so sánh với nội tâm của mình, hoặc là mình so sánh những gì mình làm với các bậc thánh hiền. À, thì như vậy thì đó cái tâm tạm quý nó mới xuất hiện. còn ở đây sám hối tức là nhận ra mình sai, đôi khi cầm không cần không cần tạm quý gì cả nhưng mà chỉ cần nhận ra mình sai và thấy mình sai à, thì đây là bằng tuệ phân tích, tuệ giác ngộ, chánh niệm chánh tri mà chúng ta thấy mình sai thì mình khắc phục vậy thôi. Dạ, cảm ơn các vị đã lắng nghe. di dạ, đà Phật kính bạch thầy. Trong cái ngôn ngữ bình thường của đời sống bây giờ, đây là gửi đến cái thông điệp gì đối với những người giới trẻ mới lớn lên mà không quen thuộc với chùa cho mấy? Trong cái ngôn ngữ bài học này thì nó kính bạch thầy. Dạ. À, kính thưa đại chúng ở trong thông điệp này gửi đến cho ai? Để đến mọi người giới trẻ ít đi chùa thì kính thưa quý vị thực sự mà nói thì không dừng lại ở trong giới trẻ đâu mà giáo pháp của phật thì dành cho tất cả mọi người chúng ta bất luận tại gia hay xuất gia chỉ là một cái hình thức sống và cái môi trường sống nó có khác nhưng mà tâm tàm và tâm quý là cái tâm mà thiện tâm phước cái tâm đó giúp cho chúng ta tiến bộ Do vậy cho nên chúng ta hãy cố gắng thọ trì Tại vì ở trong tâm chúng ta Nó có vô lượng Nuôi dưỡng cái tâm thiện Thì chúng ta nhanh tiến bộ đạt đến an lạc Còn nếu như đỡ cho tâm ác dẫn đường Tâm xấu mã thúc dục Thì tâm chúng ta sẽ bị nhiễm ô Bởi cái ác cái xấu đó Do vậy chúng ta sẽ bị trôi lên ở trong đau khổ Đây chính là những cái thông điệp quan trọng thưa lực quý vị Dạ cảm ơn các vị đã lắng nghe Phật, giờ, giờ đây chúng con thỉnh thầy bước sang Cái đề tài kế tiếp Giờ đây chúng con thầy Dạ, A Di Đà Phật kính thưa đại chúng, xin mời các vị chúng ta lắng nghe nội dung tiếp theo. Đây là nội dung am tranh. À, Thế tôn nghe một vị chư thiên hỏi như thế này. À, thế tôn vị chư thiên tán thán Phật và hối Phật như sau: là ngài không có am tranh, ngài không có tổ ấm, ngài không có dây dinh, ngài thoát khỏi hờ phượng. À thì thưa quý vị đây chính là lời lẽ của một vị thiên thần thấy Đức Thế Tôn có một đời sống như vậy thành ra vị thiên thần này mới tán thán cuộc đời của Phật phạm hạnh của Phật vị thiên thần nói rằng là ngài không có am tranh, tức là ngài không có sở hữu nhà cửa không có sở hữu cái gì hết ngài không có tổ ấm tức là không có gia đình À, cho nên Ngài không có cái dây dinh tức là không bị ràng buộc ở trong tổ ấm và gia đình đó. Do vậy mà Ngài thoát khỏi mọi hệ phược À, tức là gì? Là là cái hệ lụy à, ràng buộc, à, Truyền phược khiến cho tâm chúng ta đau khổ. Thế tôi muốn nói như sau. Vâng, ta không có am tranh, ta không có tổ ấm, ta không có dây dinh ta thoát khối hệ phượng tức là gì là phật khẳng định như vậy à, bởi vì nếu như chúng ta dính mắc ở trong gia sản thì chúng ta sẽ khổ đau bởi gia sản cho nên thời gian phật nói rằng của là của năm nhà là của gì là của nước lục cuốn trôi là của gì của quan quyền cướp đoạt à, là của gì của giặc nó cướp phá là của lửa cháy là của con hư tức là là mình tích lũy tài sản Để rồi gặp con mình nó, nó hư hỏng nó nó làm cái phá gia chi tử và rốt cuộc bao nhiêu tài sản mà mình khổ công mồ hôi nước mắt tích lũy được thì cuối cùng hành động của nó làm cho tất cả đều tan gia bại sản thành ra đây gọi là của con hư nó phá hoại thành ra ở thời gian là của vô thường làm sao chúng ta có thể giữ gìn được nhưng mà cuộc đời chúng ta rõ ràng là chúng ta bị dính mắc bởi những điều kiện này À, ở đây đừng cho rằng là phương tiện sinh tồn nó không cần thiết. À, chúng ta không nên hiểu như vậy, nhưng chỉ nói rằng là những ai tham đắm ở trong phương tiện nhà cửa sinh tồn, cho nên chúng ta bị khổ não. À, một cô vợ à, thấy nhà hàng xóm người chồng dối gian và đi làm ăn rồi tích lũy tài sản, rồi xây được nhà cửa, mua xe tốt cho cho vợ cho con thì cô vợ À, lành nhìn so sánh với chồng của mình Là nhà người ta Anh ấy anh kia à, Làm anh thật là dối gian à, Vợ con nương nhờ Còn ông chính là người vô dụng à, Chẳng hạn như vậy Thì lúc đó chúng ta thấy à, Có rất nhiều thứ Đó rồi Người chồng này á Cũng lo đầy đủ Nhưng mà không thỏa mãn lòng tham của cô vợ Cho nên rốt cuộc Là gia đình trở nên hụt hạt Và bao nhiêu thứ khổ đau khác sinh ra Thành ra chúng ta thấy Là trong đó là bao nhiêu thứ khổ đau phải hồng Rồi à, Ta không có tổ ấm cái tổ ấm này là chỉ cho cái gì à, cho nên không có bị dây dây dân tức là sự ràng buộc trói buộc và ta thoát khỏi mọi hợp phược thì thưa quý vị để xác định lại lời dạy của Phật như thế nào cho đúng nghĩa thành ra vì chư thiên mới hỏi Phật vậy thì Bạch Đức Thế Tôn còn nên nên nói cái am là cái gì cái ấm là cái gì cái dây dinh là cái gì và hợp phược là cái gì định nghĩa rõ và trí rõ cho con hiếu được thế nào gọi là am là ấm là dây dinh, là là hở phước và chúng ta thưa quý vị thưa tùng giải thích rất là khéo léo đó là ông nói am là mẹ nói tổ ấm là vợ nói dây dinh là con nói hở phước là là ái à như vậy thì chúng ta xác định là bốn cái hình tượng ở trong à, lời dạy này thứ nhất am là mẹ tức là gì tức là ở đây là cái người mẹ à, cứ luôn luôn là theo đỡ đằng rồi lo lắng rồi này đầu kia giống y như là là một sự che chở ở trong cuộc đời của mình nhưng mà thưa vị có những sự che chở ngược lại làm cho con cái khổ đau. À, có nhiều người mẹ làm cho con mình hư hỏng làm cho con mình thất bại à, suốt ngày chiều chuộng lo lắng bao nhiêu thứ dàn trải ra cho con rốt cuộc con mình á, trở thành một cái người ăn rồi hưởng thụ và chẳng có cần quan tâm tới ở trong tương lai là cái gì thấy con mình khổ một chút nhập một chút là mình xót xa đứt ruột như vậy thì làm sao con cái mình á, trưởng thành được ngược lại à, còn đi làm bao nhiêu việc bao nhiêu thứ để cho con mình được ăn sung mặc sướng để hơn với cuộc đời này để rồi á, con mình không có một năng lực tồn tại và bên cạnh đó đôi khi còn sắp đặt con mình sống theo cái ý của mình nữa là khác tức là đưa ra à con phải học như vậy ngành đó người kia bạn bè con như vậy đi mấy giờ về mấy giờ rồi ăn mặc như thế này rồi ngu nghĩ như thế kia và rốt cuộc như là là một cái gì đó vây hãm cuộc đời và người con hoàn toàn không phải là chính nó à, thì thưa vị không có một sự ngột ngạt nào hơn và thậm chí có những người mẹ là biến cuộc đời con mình trở thành nô lệ cho mình nữa là khác à, con lấy chồng rồi nhưng mà người mẹ cứ ngém nghĩa cái người chồng ngém cái người chồng tác động của người con đó rồi á nhiều khi phải làm cho người 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 con chia tay nữa chứ không đơn giản đâu quá nhiều cuộc đời dạ yeah, thưa vị ưu tiên cho câu hỏi các vị đẹp vào a di đà phật a di đà phật chỉ có một quý vị đặt câu hỏi Dạ yeah. thưa tôi xin nói nhé. thưa thầy sau khi phật chứng quả ngài có tuyên bố bây giờ đạo hạnh đã thành việc cần làm đã làm xong từ nay ta không còn trở về với thế gian này nữa với câu nói này có phải là với hai ý nghĩa ý thứ nhất là đạt được tứ thánh quả ý thứ hai là đạt được bậc thiền cuối cùng là diệt tận định không dạ. Yeah. câu thứ hai là sinh tiền phật tu thiền định hay thiền chỉ hay tiền thiền tứ niệm xứ xin thầy giảng giải cho rõ cảm ơn thầy à, phật cảm ơn chú nha dạ con nghĩ thầy nên xử lý cái câu hỏi đầu thứ hai đi thầy xin tiền là phật tu thiền định uh, thần thiền tứ niệm xứ hay là như thế nào cái bậc thầy <laughs> yeah. dạ Ê, kính thưa đại chúng uh, xin tiền đức phật uh, thái tử tất đạt đa uh, tu thiền định uh, thiền trí hay là thiền tứ niệm xứ thì thưa quý vị, chúng ta trước tiên trả lời câu hỏi này, chúng ta phải phân biệt thế nào là là thiền trí và thế nào là thiền tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là bốn chỗ thân, thọ, tâm, pháp. Còn thiền trí tức là gì? Tức là là trú tâm lại. Tức là trí lại là dừng tâm lại, không để tâm chạy đông chạy tây, ngừng lại hay là trí là đình trí hay chúng ta gọi là thiền định. Thưa quý vị, nếu chúng ta định một chỗ, chúng ta có thể thấu hiểu được vấn đề hay không? Cho nên rõ ràng, phải có gì? Phải có tuệ quán chiếu. Thành Đại Thế Tôn nói, không có được là ức chớ dòng tư duy, ngăn chặn dòng suy nghĩ. Dòng suy nghĩ là cứ tự nhiên sinh ra, cứ tự nhiên là trôi đi. Nhưng mà khi có cái gì, khi có cái niệm ác khởi lên, thì ngay lúc đó phải chặn đứng à cho nên rõ ràng để nói rằng đức thế tôn tu thiền trí thì cũng không đúng tại vì đức thế tôn đâu có chặn dòng suy nghĩ nhưng mà ngài không đi theo những dòng suy nghĩ tiêu cực những cảm thọ tiêu cực những cái gì nên an trú và nên đình trú tâm mình vào chỗ nào nên nghĩ cái gì đức thế tôn rõ ràng dùng tuệ quan chiếu thành ra rõ ràng ở đây chúng ta thấy nhưng mà có những lúc tâm tư nó quá loạn nó quá mệt thì phải an trú lại cho nên phải chỉ Thành ra từ đầu chúng tôi đã thưa với đại chúng Thế tôn không có nói rằng là Ngài tu trí hay là tu quán gì cả à, Rồi Nói đến tới thân thọ tâm pháp Thì sự tu tập Đầu tiên chúng ta phải nhận thức Về chính bản thân của mình Có 36 chất hình thành lên cơ thể này 36 loại đặc trưng à, Như là máu, huyết, đờm giải Bao nhiêu thứ Nhưng gom lại đều nằm trong cơ sở của tứ đại Thì quán vừa thân thân như thế nào, bản chất của nó ra sao, rồi thọ tức là khi mà sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì nó sinh ra là, là là thọ, cái thọ đó nó là cái gì, bản chất của nó là cái gì và thấy rõ sự diễn tiến của nó, rồi sự vận hành của tâm như thế nào và cuối cùng là pháp sinh pháp diệt ra sao. Đỡ rồi thấu triệt được dạng vật đều đều vô ngã và như huyễn từ đó mà thế tôn đi vào ở trong cảnh giới của 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 à, của cung của, à, của bậc đại giác như vậy thì thưa quý vị á, đây là những gì mà Đức Thế Tôn tùy duyên mô tả, tùy khế cơ, khế lý, khế thời mà Thế Tôn dạy. Có lúc Ngài nói ở à, ta tu trí như vậy, có lúc ta tu quán như vậy, có lúc Ngài nói ta coi như là ta định như vậy, rồi ta thân như vậy, rồi ta thọ như vậy, ta, thọ như vậy ta tâm như vậy, ta pháp như vậy. Và có hồi Đức Phật nói Này các tỳ kheo nếu như không giải thoát được Thì hãy gì? Hãy tìm cầu phương tiện Mà làm phước à và này các tỳ kheo khi ngủ thì hãy tập trung vào ở trong công đức và ánh sáng. Đức Phật nói đủ chuyện hết tới 8 dạng 4 ngàn pháp môn tu và pháp môn nào Ngài cũng có thực hiện hết. Như vậy thì chúng ta làm sao có thể nói rằng á, là sinh tiền Ngài tu cái gì? Chúng ta đặt câu hỏi như vậy rõ ràng là chúng ta chúng ta biến Đức Phật thành một cái gì đó rất là tầm thường, rất là nhỏ bé. Hơn nữa thưa quý vị, những gì mà Thầy Huyền Châu nói ngày hôm nay thì cũng thật là vớ vắng. Tại sao chúng tôi nói rằng chúng tôi đang nói chuyện với vẩn? bởi vì mình là một phàm phu làm sao mình có thể thấu hiểu được là cảnh giới tuyệt vời của Đức Phật à, và cái gì mình mô tả về Đức Phật chẳng qua chỉ là sự mô tả là những cái gì mà phàm mình tướng ra mà thôi. Vậy thì hôm nay chúng ta hãy dừng lại sự tìm cầu, sự vẽ tướng này mà chúng ta hãy làm sao để cho mình có được hạnh phúc. Hạnh phúc nó đến khi tâm chúng ta không còn ô nhiễm bởi tham sân và si. Nếu như mình bị tham thì hãy lập tức chặn đứng nó. Bị sân thì hãy lập tức chặn đứng nó. Bị si thì hãy học khổ giáo pháp để mà thấu hiểu được á, là thật tướng của dạng pháp. Như vậy, diệt trừ tham sân si đừng đỡ cho nó gây cho cho tâm chúng ta bị ô nhiễm. Như vậy là chúng ta thành tựu hạnh phúc. Đây chính là điều quan trọng nhất mà Đức Thế Tôn dạy chúng ta hãy nên thọ trì, hãy nên làm điều này là điều quan trọng còn á, nên chúng ta dùng cái trí phàm của mình mà tưởng ra cái công hạnh tu tập của Phật thì chúng ta đang làm một việc hết sức điên đảo và dạ, cảm ơn các vị đã đặt câu hỏi mô Phật và dạ, cái bậc thầy trước khi bước sang câu hỏi thứ hai của chú con xin được uh, kính thầy cho phép con nói một lời là trong kinh Nikaya cũng dạy có bốn điều mà chúng ta không thể nào mà hiểu nổi cảnh giới của Phật cảnh giới của tâm cảnh giới của thiền định và cảnh giới của quả dị thục điều đó nhất là mình dùng cái trí phàm phu của mình thì không thể nào hiểu được nổi chứ và dạ, cái câu hỏi của, của chú đầu tiên chú có nói là sau khi đức phật coi như là giác ngộ ngài đã chứng đắc quả thì ngài có tuyên bố là những việc làm ta đã làm xong những, những ta không cần nói những nhiều cần nói ta đã nói xong thì có phải là ngài không trở về tại vì ngài đã đạt tứ thanh quả hay là đạt được cái quả vị thiền cao nhất đó là câu hỏi dạ, của chú xin cảm ơn xin cảm ơn đạo hữu chúng ta có thể dùng chữ thì giống nhau nhưng mà năng lực thì chắc chắn không thể giống nhau được chẳng hạn như diệt tận định của một đấng chánh định giác à, tức là một vị Phật và cảnh giới diệt tận định của một vị A La Hán thanh văn điều này hoàn toàn khác nhau điều hoàn toàn khác nhau không thể nói rằng diệt tận định của Phật như là diệt tận định của tôn giả xá Lợi Phật cho nên chúng ta thấy có nhiều vấn đề tôn giả xá Lợi Phật không đủ sức là giải quyết không đủ sức hướng dẫn nhưng mà Đức Phật thì tự tại cho nên chúng ta nói làm sao đây không lý nào Đức Thế Tôn tuyên bố như vậy thì Ngài chỉ là một vị A-la-hán. Rồi cái khả năng của Ngài, các Ngài xá lệ phát một chuyện liên hay là các vị bạn đẹp chứng A-la-hán cũng như Phật hay sao? Cho nên những điều này á, chúng ta cẩn thận khi đặt xuống một khái niệm này. Chúng ta chỉ hy vọng rằng là chúng ta nên hiểu rằng á, lời của Đức Phật tuyên bố cũng giống như là gì? Cái tâm của mình giống như là là cuối mà sau khi tu tập là là đốt hết rồi. Nó không nó, nó thành to rồi mà tro không thể nào có thể là nấy mầm được nữa có thể là hiện lại nữa bằng một cái cây gì nữa giống như là là tro mà đã cháy hết rồi xin lỗi là cây cháy thành tro thì tro không thể nào mà thành cây được nữa hay là giống như là vàng ở trong quặng sau khi mà đã thành vàng râm rồi thì không thể nào thành cái vàng ở trong quặng được nữa đây chính là gì trạng thái như cuối hết lửa tắt những gì cần làm đã làm xong thành ra sự tuyên bố của ngài á, là một lời tuyên bố mà thôi mà còn còn chúng ta thấu hiểu nó như thế nào thì chúng ta không nên không nên nghĩ ra không nên tướng về cảnh giới của Phật đó là một sự sai lầm lớn và dạ, cảm ơn các quý đại đã, đã câu hỏi. Vâng. tiêu chí của chương trình là mình luôn tôn trọng câu hỏi của khán giả. Cho nên vâng. khán giả gọi vào thì mình cứ tùy duyên vâng. thầy cứ tùy duyên mà thầy à, hướng dẫn thôi nhưng mà chưa chắc gì cái câu cái câu hỏi đó là sự thật ở trong cái trong cái quá trình tu tập của Đức Phật. Duyên Đức Phật và thì qua cái phần an chánh này đó thì cái điều mà con nhận thức được đó là Đức Phật dạy muốn nói là đời sống xuất gia là chúng ta không nên coi như là ràng buộc những thứ như là gia đình, gia đình vợ con hay là của cải vật chất đó có phải là cái cái bài học ở trong đây không? À, dạ, xin cảm ơn Nhật tường à, kính thưa đại chúng thật sự nó không phải như vậy. Ở đây Đức Thái Tôn muốn chỉ cho chúng ta rõ về về cái ý nghĩa và bản chất của vấn đề. Thứ ừ. nhất là gì? Là chữ am này á là nên hiếu theo nghĩa là là mẹ là người mẹ là người mẹ là che chở như cái am che chở cho chúng ta che mưa che nắng cho chúng ta nhưng đôi khi nó cũng bao nhiêu thứ chứa ngại cho chúng ta trong đó rồi gì nữa rồi ấm ấm tức là là cái như cái tổ ấm đó à là cái 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 vòng tay ấm áp của vợ của con đó thì thưa vị như vậy thì đó là gì là cái chữ tổ ấm người ta nói là cái tổ ấm nhưng mà trong đó nó lại sinh rất nhiều thứ phiền não à, thành ra nó là cái cái ổ sinh ra phiền não mà cho nên thưa quý vị, không có ai làm khổ người chồng bằng người vợ, cũng không có ai làm người vợ khổ bằng người chồng. Rõ ràng là như vậy. À, ở trong đó là là cái cái nhưng mà nói vậy thì không không lý nào là vợ chồng đều gây cho nhau đau khổ thôi sao? Tất nhiên nó cũng có những cái hạnh phúc nhưng mà thưa vị hạnh phúc nó thật là mong manh. Hạnh phúc nó tạm bỡ, nó mong manh, nó trong cổ vô thường. À, và để trả giá cho cái hạnh phúc mong manh này á, thì chúng ta khổ não rất nhiều đỡ lại bao nhiêu thứ là, là là, là mệt mối ở trong nội tâm như vậy thì chúng ta thấy cái chữ tổ ấm này thứ chỉ đó là là vợ rồi nói cái dây dinh tức là là con à mình nhiều khi chán lắm có nhiều ông nhiều chú mệt mối không có muốn sống với vợ nhưng mà thương con có nhiều chú có nhiều cô vợ còn vậy không có muốn sống với chồng nữa nhưng mà vì con hy sinh thành ra đây là như cái dây nó ràng buộc nó nó nó, nó trói buộc lại chúng ta đi qua đi lại chúng ta cũng không biết làm sao hết và con cái cứ sợ nó không có cha rồi sợ nó này cọ không có mẹ hoặc là sau đó là chúng ta cứ quanh quẩn à rồi à, cái gì cái hệ tức là cái hệ lụy cái 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 cái, 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 cái truyền phước mà chê đại trói chặt chúng ta đó là ái nhiễm như vậy thì tâm chúng ta ái nhiễm ở trong gia đình cha con mẹ con ái nhiễm ở trong vợ con chồng con cái ái nhiễm ở trong trong con trong cái như vậy thì rõ ràng nó tạo ra là vô số hệ phước mà đó là do cái tâm ái cho nên đôi khi chúng ta cứ nấp dưới danh nghĩa là chúng ta xây dựng hạnh phúc gia đình. Nhưng thực ra chúng ta đang là nô lệ của của ái. Và chính vì nô lệ của ái cho nên chúng ta khổ mãi. À, thành ra bài học hôm nay thưa quý vị, chúng ta giải thoát. Thành ra Thế Tôn tán tháng cái công hạnh của người xuất gia đúng nghĩa. Còn ở tại gia thì chúng ta cũng phải thấu hiểu được cái vấn đề này. Mẹ như thế nào, làm mẹ như thế nào, dừng lại chỗ nào, không có nên không có nên là bán mạng cho cho con cái. Nó không phải như vậy, có nhiều người cha mẹ rất là tội nghiệp tức là tạo nghiệp xấu cho con cái nữa là khác. À, hoặc là à, lớn tuổi rồi cần phải tu tập để mà ít nhất cũng tích lũy một chút và phước báo cho cho đời sau. Cổ vô thường nó đến lúc nào chẳng hay, nhưng mà chúng ta lại tiếp tục hy sinh mà chúng ta nghĩ đó chính là một đời sống cao thượng, cao cả thì thưa vị nó nó cũng có ý nghĩa ở trong chừng mực của thế gian pháp chứ không phải chuyện nó xấu đâu. Nhưng mà À, nếu như sâu xa hơn nữa thì chúng ta thấy chúng ta đã lãng phí đi rất nhiều cơ hội để chúng ta đạt được cái phước báo lớn lao à, và rồi rồi vợ rồi chồng à, mắc kẹt ở trong cái tư tưởng này rồi gì nữa rồi à, rồi là con cái như là cái dây dân trói buộc cái đời sống của chúng ta và và đó à, chúng ta cứ nghĩ nó là chân lý nhưng thực ra đó là gì đó là do cái tâm ái nhiễm của chúng ta bị cái á nhiễm đó nó chìm đắm nó 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 nó, nó nhốt chặt chúng ta ở trong đó cho nên thế tôn nói rằng lần lần thay xin lỗi vị thiên lúc bây giờ hiểu được thế tôn muốn dạy như vậy cho nên ngài mới nói lần thay ngài không am lần thay không tổ ấm lần thay không dây chân lần thay ngài thoát phước tức là giải thoát khỏi tất cả mọi triền phước do cái đời sống phạm hạnh của ngài đáng tiếc thời gian không cho phép chúng ta nói nhiều hơn nữa xin mời nhật tường à, có đôi lời với khán thính giả và nó còn chút xíu gì nữa thì chúng ta cũng có thể thoải mái hỏi đáp và a di đà phật cảm ơn các vị đã lắng nghe chúng con kính cảm ơn thầy a di đà phật à, chùa mình á, còn một hai phòng trống và những cậu con trai thanh niên nào mới lớn lên không muốn bị ràng buộc muốn có ý xuất xuất gia về chùa về phật học bồ đề phật quốc thầy sẵn sàng thâu nhận để cuộc sống được an lạc hơn à, có một câu nói này mà kính bạch thầy à, thầy dạy cho con à, kính thầy dạy cho con nha là câu nói của mấy cô mấy chú thường thường là đã nói không biết có tích cực hay không mà con sẵn đây trên truyền hình trực tiếp mà con nói thôi từng mấy ừ. cô nói là à, con cá ở ngoài á, thì nó ham nhảy vô mà cá ở trong á, thì nó muốn nhảy ra bây giờ không ai hiểu là cái ý nghĩa câu đó nó như thế nào và dạ, như là phật chúng con kính cảm ơn thầy đã giảng cho bài pháp chúng con hôm nay cũng như là những người đang theo dõi chương trình à, rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình à, vấn đáp và pháp trong một tiếng đồng hồ vừa qua à, kính hẹn đúng gì vào thứ năm tuần tới lúc à, 8 giờ năm Mô bốn sư thích ca mâu ni phật chúc con kính cảm ơn thầy a di đà phật